Thưa quý vị, năm 2016, công ty cổ phần mía đường Hòa Bình hoạt động trên địa bàn của huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình không chỉ tạo công ăn việc làm mà doanh nghiệp còn góp phần tạo vùng nguyên liệu, ký hợp đồng bao tiêu, tạo đầu ra cho cây mía. Tuy nhiên, niềm vui chưa được bao lâu khi công ty đã trốn đóng bảo hiểm cho người lao động, khiến cho chế độ an sinh xã hội của họ gặp vô vàn những khó khăn. Gần 2 năm chị Luyến làm cho công ty cổ phần mía đường Hòa Bình là từng ấy thời gian chị không được công ty này đóng bảo hiểm xã hội. Theo chị Luyến, hàng tháng dù vẫn bị trừ tiền bảo hiểm, nhưng doanh nghiệp này lại không đóng cho cơ quan bảo hiểm. Hàng tháng thì nó chứ mình lãnh lương thì nó bảo là nó trừ bảo hiểm của mình. Nhưng mà đến lúc mình thôi, mình nghỉ ấy, thì nó có nói gì đến bảo hiểm đâu. Mà mình cái lúc nghỉ ấy, thì bao nhiêu người công nhân ta đến người ta đòi hỏi cái tiền bảo hiểm của người ta thì không có rồi, nó bảo là không có. Mà nó còn trốn tránh ấy. Năm 2017, anh Quang bị tai nạn lao động. Nhưng đến khi làm chế độ bảo hiểm thì anh mới biết công ty không hề đóng bảo hiểm cho mình. Theo anh Quang, không chỉ bị nợ tiền bảo hiểm xã hội mà công ty còn nợ cả lương và tiền thu mua mía lên tới gần 18 triệu đồng. Vì tôi làm công việc chính là bên hàn xì đèo cao rất là nguy hiểm. Vì cái ngã nhà máy đấy, bảo hiểm có lo được cho tôi đâu. Tôi ngã nhà máy từ tầng 2 xuống, tưởng gọi là không còn nữa. Lên hỏi bảo hiểm thì bảo hiểm chưa đóng đến bảo hiểm ấy, thì thực tế là không biết công ty là cái tiền đấy công ty giữ lại hay là công ty không đóng đến cho bảo hiểm thì tôi không biết đấy. Thì thế thì tôi cũng từ hôm đó thì bảo hiểm của tôi cũng đọng lại, không chưa rút về. Theo bảo hiểm xã hội huyện Lạc Sơn thì công ty cổ phần mía đường Hòa Bình đã nhiều năm nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của gần 70 người lao động. Tính đến tháng 5 năm 2020, doanh nghiệp này còn nợ đọng bảo hiểm của người lao động lên tới hơn 1 tỷ đồng. Thì đến thời điểm hiện tại thì công ty mía đường thì cũng với cái số nợ đọng cũng tương đối lớn. Đấy, khoảng 1 tỷ 300 triệu. Đấy, và cái số lao động mà bị nợ đọng bảo hiểm xã hội tại công ty này là hiện tại là 69 trường hợp. Trước tiên là nếu mà đơn vị mà không đóng thì cũng triển khai các cái chế độ khác thì cũng không thể triển khai được, tại vì cái với nguyên tắc của bảo hiểm xã hội là có đóng là có hưởng đấy, nên là phần nào nó ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội. Sau nhiều lần lập đoàn thanh tra đôn đốc yêu cầu công ty nộp số tiền nợ đọng bảo hiểm của người lao động, nhưng doanh nghiệp này không thực hiện theo đúng cam kết. Dù bảo hiểm xã hội huyện Lạc Sơn đã nhiều lần liên hệ, gửi giấy mời với người đại diện của công ty, nhưng đến nay cơ quan này không thể làm việc và liên hệ được với doanh nghiệp.